Olimus Extra cung cấp beta glucan và vitamin E cần thiết cho tôm, loại thải độc tố giúp tăng sức đề kháng cho tôm, kết nối đường ruột. Liều dùng định kỳ của Olimus Extra là 3-5g cho mỗi ký thức ăn, cho tôm ăn mỗi ngày liên tục trong suốt quá trình nuôi. Cho lượng Olimus Extra cần sử dụng vào ca sạch và khuấy đều với nước sạch. Trong trường hợp sức khỏe tôm bị suy yếu hoặc xung quanh ao nuôi đang phát bệnh, cần tăng liều Olimus Extra để tăng cường sức đề kháng cho tôm. Trộn hỗn hợp Olimus Extra vào thức ăn. Và nến áo bằng chất kích dính Lutric để giảm thất thoát lượng Olimus Extra bổ sung. Để thức ăn đã trộn khô tự nhiên trong 10 đến 15 phút trước khi cho ăn. Olimus Extra cũng phù hợp khi trộn bằng máy trộn thức ăn. Và cũng được áo bằng Lutric để giảm thất thoát. Tạt đều thức ăn đã trộn vào ao nuôi. Dùng Olimus Extra liên tục từ lúc tôm nhỏ đến khi thu hoạch, đặc biệt giai đoạn điều trị bệnh. Hoặc đổ thức ăn đã trộn vào máy cho ăn tự động. Olimus Extra cung cấp beta glucan và vitamin E cần thiết cho tôm, loại thải độc tố giúp tăng sức đề kháng cho tôm, kết nối đường ruột. Olimus Extra có nguồn gốc từ vách tế bào nấm men nên sử dụng rất an toàn cho tôm, loại thải vi khuẩn gây bệnh, kích thích hệ miễn dịch tự nhiên giúp tăng sức đề kháng và loại thải độc tố kết nối đường ruột giúp đường ruột tôm khỏe mạnh,